Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình có sự kết tới mọi người dự án KingCow Finance nhận token KingD nha các bạn. Thì đây là một dự án trên nền tảng DeFi và chạy trên mạng Binance Smart Chain. Thì cái dự án này vừa mới ra mắt thôi các bạn. Thì dự án này mình vừa tìm hiểu thì khá là tiềm năng. Thì cái dự án này nó cũng như tương tự là cái dự án là Pancake Swap thôi. Thì cái dự án là dự án farm token, mình mở pool và farm những con token DeFi các bạn. Thì hiện tại thì nó đã mở farm cho chúng ta rồi. Thì về việc farm cái những con token này thì mình không khuyến khích các bạn đầu tư để mà farm nha các bạn. Thì tham gia vào farm thì rủi ro rất là cao, cho nên là bạn nào muốn tham gia vào farm những con token trên nền tảng Binance này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm rồi các bạn có thể là tham gia nhé. Ở đây mình sẽ không hướng dẫn các bạn là farm mở pool và farm đâu, mình chỉ là hướng dẫn các bạn là tham gia airdrop và claim những con token free thôi. Ok, thì để tham gia vào giải hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video nhé. Các bạn copy lại, sau đó các bạn vào ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask giúp mình nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn ví trên ví Trust trước nhé. Thì trên ví Trust Wallet các bạn vào phần trình duyệt này, vào phần để app á, sau đó các bạn dán cái link đó vào đây, sau đó các bạn nút tìm kiếm, các bạn nút ấn vào lục đi. Tiếp theo đó thì các bạn cần phải chuyển đổi mạng là Ethereum sang mạng là Binance Smart Chain nhé. Thì các bạn tích vào cái logo Ethereum ở phía góc trên bên tay trái của các bạn á. Còn bên Android thì nó sẽ hiện cái logo ở bên một bên phải này cho các bạn này. Bạn nào dùng iOS thì nó sẽ hiện bên trái cho các bạn nhé. Các bạn nhấn vào cái logo, sau đó các bạn chuyển cái sang mạng là Binance Smart Chain. Ok, thì để claim được con này, mình nhắc luôn, thì để claim được con này thì các bạn cần phải có một ít phí Binance Smart Chain nhé. Con BNB ở BEP20 này nhé. Con BNB ở BEP20 giúp mình nhé. Các bạn phải có cái phí này để cho chúng ta claim. Ok, bước tiếp theo thì sau khi các bạn đăng nhập vào rồi thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Bước tiếp theo đó thì các bạn ấn nút Go to App. Các bạn vào cái phần Go to App này này. Ok. Thì sau khi các bạn ấn nút Go to App thì nó sẽ tự động liên kết cái ví cho các bạn luôn nhé. Nó tự động liên kết ví cho các bạn luôn. Đây là cái địa chỉ ví của các bạn này nhé. Ok, sau đó thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần này thì chúng ta sẽ claim random nha các bạn. Các bạn claim random nhé. Yêu cầu nó nói nè, claim random free từ 1 đến 100 token KING nhá. Ok, tiếp đi để claim tiếp theo đó thì ở phần này nó yêu cầu chúng ta là cần phải nhập cái coin gì. Thì cái coin gì này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Các bạn copy lại coin gì mình để dưới phần mô tả, các bạn copy lại. Sau đó các bạn quay trở lại cái phần claim, các bạn dán cái đoạn coin gì đó vào đây. Ok, tiếp theo đó thì sau khi dán đoạn coin gì xong thì các bạn ấn nút claim free king. Thì hiện tại thì ở phần wallet skin này mình chưa có đồng nào nhé. Bây giờ mình sẽ claim nhé, các bạn ấn nút claim. Sau đó chúng ta cần phải trả một lượng phí. Ôi, phí gì mà 0.006 BNB như vậy? Sao cao quá vậy? Các bạn lưu ý nè, nếu mà cái phí cao như thế này ấy, thì các bạn bỏ đi nhé. Hồi nãy mình làm chỉ có 0.002 thôi. Đợi mình tới mình kiểm tra lại cái đã. Hồi nãy mình claim là khoảng là 0.00 mấy các bạn. Đợi mình tí nhé, mình xem cái lịch sử giao dịch tí nha. Hồi nãy mình claim khoảng là 0.0014 thôi. Đây nè. Đây 0.0009 nè. Bây giờ giá trị nó tăng cao quá vậy. Hồi nãy mình claim là cái phí gas nó mất rồi. Cái này 0.0001 mấy thôi. Nhưng mà hiện tại thì giá gas nó lên, nó cao. Giá gas lên sao ấy các bạn. Đợi mình vào lại nhé. Ui.
Các bạn đợi phí gas nó hạ rồi hãy claim nhé. Các bạn ấn nút claim này nè. Đấy. Thì sau khi nó hạ xong ấy, các bạn trước khi claim thì các bạn phải kiểm tra phí của bạn là bao nhiêu nhé. Phí mạng này. Hiện tại thì phí claim của là 1,39 đô là rất là cao, cho nên các bạn phải đợi nhé. Đợi nó giảm cái phí claim này rồi khoảng là 0,5 hoặc là 0,4 gì đấy. Cho nó hạ xuống ấy. Nhá, không phải không phải mấy đô la thì các bạn ấn vào nút claim nhé. Hiện tại phí rất là cao. Cho nên chúng ta đừng claim chúng ta lỗ ấy. Nhá. Thì những trường hợp mà claim free thì chúng ta cần phải trước khi claim các bạn cần phải là kiểm tra phí của các bạn là bao nhiêu nhé. Chứ nhiều bạn claim cứ mấy bao nhiêu đô các bạn cũng claim coi như là mình lỗ ấy, bạn lỗ đấy. Ok, thì các bạn kiểm tra phí claim thôi. Hồi nãy mình tìm claim khoảng là 0,02 BNB thôi, rất là rẻ. Thì tiếp theo đó thì mình bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là trên ví MetaMask nhé. Thì trên ví MetaMask các bạn cũng làm tương tự thôi. Các bạn mở ví MetaMask, bạn nào dùng MetaMask thì các bạn mở ví MetaMask lên giúp mình. Ok, trên ví MetaMask thì các bạn chuyển sang mạng Binance Smart Chain giúp mình nhé. Thì bạn nào chưa chuyển thì các bạn ấn vào phần Ethereum ở trên đây nè, cái mạng nền tảng mạng ở đây nè. Sau đó các bạn chọn sang mạng các bạn, nếu mà các bạn đã tích hợp mạng Binance Smart Chain lên rồi thì các bạn chọn là sang mạng Binance Smart Chain nhé. Ok, sau khi các bạn chuyển đổi mạng xong thì các bạn vào phần dấu ba gạch này, sau đó các bạn chọn browser phần để app ấy. Sau đó các bạn dán cái đường link kia vào đây. Dán cái đường link dự án vào đây. Các bạn nút đi. Ok, sau đó thì các bạn một lúc connect thôi, chúng ta connect quý thôi. Ok, sau đó nó sẽ, sau khi connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý của bạn ở phần này. Ok, để còn làm thì các bạn cứ copy lại coi gì. Sau đó các bạn dán vào thôi. Bạn dán vào phần này. Sau đó các bạn ấn nút claim free king thôi. Thì trước khi claim mình cũng nhắc lại rồi, các bạn cần phải là kiểm tra phí trước nhé. Tại sao nó không chạy lên nha? Mình chuyển đổi mạng rồi mà. Đợi mình tí nha. Mình phải lót lại trang một tí cái nha các bạn. Không được ta. Rồi mình connect thẳng ở trên trên đây luôn coi. Trên web trên trình duyệt luôn thử xem nhé. Hiện tại thì trên trình duyệt nó chưa chúng ta cho connect các bạn ạ. Trên nền diện nó chưa, chúng ta connect trực tiếp lên nền diện. Ok, thì khi nào các bạn dùng MetaMask thì cứ làm như vậy thôi nhé. Các bạn ấn vào nút claim này, sau đó sẽ hiện ra một cái bảng gửi phí. Thì chúng ta gửi phí thì thôi. Các bạn nhớ kiểm tra phí trước khi gửi nhé. Nếu mà cao trên 1 đô thì các bạn đừng có claim nhé. Các bạn đợi cái phí gas này hạ rồi các bạn hãy claim nhé. Thì hiện tại thì không claim được luôn các bạn ạ. Cao quá. Cho hiện tại ra nhiều người claim á các bạn. Cho nên nó hơi bị lắc. Thì tấm cung của con này chỉ có 1 triệu thôi, 1 triệu token thôi. Và hiện tại thì nó đã list trên sàn Pancake Swap rồi nha các bạn. Để cho các bạn xem luôn, tại giá hiện tại của nó rất là thấp thôi. Nó cũng không có cao. Rồi mình tí mình chuyển đổi mạng này, mình chuyển đổi quý ra. Đây này con kinh này, hồi nãy mình claim được 5 đồng này. Thì giá trị của nó một con thì khoảng là không phải mấy đô thôi, rất là rẻ thôi. 0,1 không gần 0,2 đô cho một token nha các bạn. Nó tăng rồi đấy. Hồi nãy giá nó thấp lắm, bây giờ nó tăng rồi. Còn mua hiện tại thì mình chưa mua được đâu các bạn, cũng mua được rồi các bạn. Nhưng mà mình mua số lượng lớn thì là không có được. Cái số lượng lớn nó quay ra này. Inbox bot này 2% này. Thì các bạn có thể mua nhé. Nếu mà bạn nào tính phí ra mà cao ấy
tính phí ra mà cao thì các bạn có thể mua nhé. Khỏi khỏi cờ lam các bạn bỏ tiền ra các bạn mua các bạn hâu cũng được. Thì con này rất là tiềm năng ấy. Thì một UD bằng 8 này. Bằng 8 đồng luôn các bạn. Thì cờ lam hên xui thôi, biết đâu mà mình cờ lam được 100 đồng thôi. Biết đâu mình cờ lam được 100 100 tóc cần kinh sao? Thì 10 đô khoảng là 82 nhé. 10 đô khoảng là 82. 82 tóc cần kinh. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là Clam Free, con token King đến từ dự án King Cow Finance đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.